Ngày xưa, có một chàng trai nọ sống bằng nghề đốn củi. Trong khi đang lúi húi chặt cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ tới đậu trên một phiến đá. Chàng trai bèn nhặt hòn đá lên, ném về phía con quạ. Để đền ơn cứu mạng của anh, tôi tặng anh lọ nước thần này. Ôi, một chú chim thần biết nói ư? Đây là gì vậy? Đây là nước thần có phép làm cho người trẻ lại, vật thì lớn thêm, trần gian không có ai có đâu. Hả? Lọ nước thần làm người trẻ lại ư? Những thứ này chỉ để cho các bà quan làm đỏm, có đâu để hạng như mình dùng chứ. Thôi, cứ treo nó ở đầu giường vậy. Vì nghèo khó nên chật vật mãi, anh chàng mới cưới được vợ. Vợ anh cũng con nhà nông, quanh năm chân lắm tay bùn nên đen đủi, xấu xí. Một hôm chồng đi cày vắng. Hả? Lọ gì đây nhỉ? Mình chưa thấy chồng mình nhắc về nó bao giờ. Ủa, thơm quá! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta chưa từng được ngửi mùi nào thơm như vậy. Đã vậy, ta mang nó ra tắm gội, nhất định người ta sẽ thơm phức. Nhất định chồng mình về sẽ ngạc nhiên về mùi thơm của mình. Ôi, thơm quá! Trần đời ta chưa thấy có mùi nào thơm như thế này. Hả? Trời! Chẳng lẽ là mình đây sao? Sao mình lại trở nên trắng trẻo và xinh đẹp như thế chứ? Mình về rồi ư? Hả? Trời, cô là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Mình là em mà, vợ của mình đây. Cái gì? Vợ tôi? Không phải, vợ tôi không xinh đẹp và trắng trẻo như vậy đâu. Chính nhờ lọ nước tôi tìm thấy ở đầu giường. Ban đầu á, tôi tưởng nó chỉ là một lọ nước thơm nên đem ra tắm. Ai ngờ vừa đổ ra, nước đi đến đâu thì tôi trở nên trắng trẻo và xinh đẹp đến thế đó. Lọ nước thần ư? Vậy ra là lọ nước thần ấy là thật, nó linh nghiệm vậy sao? Ôi, vợ ta, nàng trở nên thật xinh đẹp. Từ đấy, để khỏi nhớ, anh thuê thợ vẽ hình vợ. Mỗi khi ra đồng làm việc, anh lại treo bức tranh ở bờ ruộng để nhìn cho thỏa thích. Chính là tên đã làm ta mất con mồi thối nào. Lần này ta sẽ trả thù. Trả ta bức tranh, con quả đáng ghét kia. Hả? Cái gì vậy? Là một bức tranh thư hoàng thượng. Trời, tuyệt mỹ. Trong ba cung sáu viện của ta đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có người nào đẹp bằng cô gái trong bức tranh này. Mau đi tìm cho ta, nhất định phải tìm bằng được cô gái trong bức tranh này mang về cho ta. Dạ. Loa loa, hôm trước ta vô tình nhặt được bức tranh này, của ai thì lên mà nhận lấy. Hả? Trời ơi, bức tranh của ta. Của ta, bức tranh là của ta. Hả? Của ngươi thật sao? Làm sao ngươi chứng minh được đây là bức tranh của ngươi chứ? Đây là bức vẽ vợ của ta, sao ta không nhận ra được? Nếu chứng thực đó là vợ của ngươi, ta sẽ trả bức tranh này. Mau dẫn ta đến gặp vợ ngươi. Được thôi. Ra đúng là vợ ngươi. Cứu! Mình ơi! Cứu em! Mình ơi! Mau trả lại vợ cho ta! Sau khi bị bắt vào cung, người đàn bà lúc nào cũng sầu muộn. Đem được người đẹp về cung, nhà vua hết sức mừng rỡ, nhưng cũng hết sức buồn phiền vì mọi thứ dỗ dành, dọa nạt đều không thể làm cho người ngọc nở một nụ cười hoặc nói lên một tiếng. Ngươi truyền lệnh ta đến khắp thiên hạ, ai làm nàng cười vui vẻ được, ta sẽ trọng thưởng. Nghe tin này, có nhiều người đua nhau trảy kinh, hy vọng dùng tài phép lớn cho người đàn bà phải buộc miệng nói cười để một ân thưởng. Nhưng dù đã dở đủ mọi trò đều vô hiệu. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Người chồng nghe tin loan báo cho anh biết là vợ mình đang ở cung vua, bèn quyết vào kinh tìm vợ. Anh bèn nhổ mấy củ hành ở cạnh giếng, buộc làm một gánh quẩy theo. Hãy gọi người hàng hành vào cho ta. Người bán hành làm nàng tươi hơn ư?
dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nhất định là nhìn những kẻ hành kỳ lạ kia mà đang cười tươi đến vậy. Đúng rồi, ta sẽ cải trang là người gánh hành để làm vui lòng nàng. Hãy đặt gánh hành lại đó và cởi áo ra mau. Cầm lấy cho ta. Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Trông thật là tức cười. Trời ơi, thì ra trò này làm nàng vui đến vậy. Mình mau mặc ngay áo lông bào vào đi. Lạ thay, người chồng mặc áo lông bào lại giống hệt hoàng thượng, toát lên khí thế của một bậc quân vương. Vừa lúc đó, thị vệ thả đàn chó ra để cho ăn. Những con chó dữ tưởng vua là người lạ liền xồ đến, dồn đuổi nhà vua ra khỏi cung. Nhà vua la hét thanh minh, nhưng quân lính tưởng vua là người bán hành bị điên nên đuổi ra ngoài. Thả ta ra, ta là vua, là vua, thả ta ra. Như vậy liệu có được không? Chàng yên tâm, tên vua đó vốn là một tên bạo chúa và dân chúng đều căm ghét, sẽ không ai biết được bí mật này ngoài ta, chàng và hắn. Từ đó, chàng bán hành ở lại trong cung làm hoàng đế, còn vợ chàng làm hoàng hậu. Vốn bản tính nhân hậu, tốt bụng, chàng đã trở thành một vị vua tốt, được nhân dân yêu mến. Chú ngựa trắng thông minh. Ngày xưa, có một người nghèo khổ. Ông ta có một con ngựa nhỏ và ốm yếu, thường dùng để chở củi về nhà. Tất nhiên, đấy là một việc vô cùng cực nhọc đối với một con ngựa. Vì thời đó, mọi người thường thắng hai ngựa vào kéo một cỗ xe kéo củi, nhưng ông chỉ có một. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chú ngựa vẫn cặm cụi cùng ông chủ đi vào rừng kiếm củi. Ngựa ơi, cố lên nào, chúng ta phải mau về nhà thôi. Nào, hai, ba, nào, phải gắng sức mà về thôi. Nếu không, chỗ củi này sẽ bị ướt, ông chủ bán xe chẳng được bao nhiêu tiền. Khá lắm, chắc chú mày mệt lắm rồi. Giá như ta có nhiều tiền, có thể mua thêm một con ngựa khác cùng phụ giúp, thì mày chắc không đến nỗi mệt như thế này. Thôi, cố gắng lên nhé, giờ thì chúng ta về nhà thôi. Ngựa ngoan của ta, hôm nay ta bị ốm nặng quá, không thể vào rừng kiếm củi được. Chỗ củi ướt không nọ, ta mang ra chợ bán chỉ được có ít tiền, chỉ đủ mua một ít gạo với ít cỏ khô này, người ăn tạm nha. Ta xin lỗi, người suốt ngày phải làm việc nặng nhọc mà không có nổi một bữa cỏ tươi tử tế. Người ở với ta chắc cũng chẳng sung sướng gì phải không? Ôi, ông chủ đáng thương của tôi. Ngựa của ta có chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, ngựa của ta, người đi đâu vậy? Có lẽ nó đã ngán cảnh nghèo khó của mình, không chịu được vất vả nên đã bỏ đi. Thôi cũng được, thế cũng là tốt cho nó. Ở với ta chỉ có chịu đói, chịu rét thôi. Chỉ là từ nay, ai sẽ cùng ta đi vào rừng kiếm củi đây? Lần này, mình nhất định sẽ đi tìm thêm một chú ngựa khác, trở về cùng chở củi cho ông chủ. Chào bạn, bạn có đến chỗ tôi không? Tôi đang kéo xe một mình. Chúng mình sẽ thành một đôi giúp đỡ ông chủ vào rừng kiếm củi. Mọi công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy chết, tôi đi sao được? Tôi sống trên đồng cỏ này quen rồi. Bạn ngựa đầu thân mến ơi, đến chỗ tôi đi, tôi đang kéo xe một mình. Ông chủ của tôi nghèo lắm, ông ấy không đủ tiền để mua thêm một bạn ngựa khác. Đời nào tôi lại đi, ở đây sướng lắm, được thả rong một mình này, lại không phải chở củi nữa này. Mà cậu cũng nên nghĩ lại đi, ở đồng cỏ rộng mênh mông này không thích hay sao? Sao phải về đó mà chở củi cho người ta chứ? Ngựa đầu nói cũng có lý ấy nhỉ, nhưng mà... Ôi cha, chắc chú mày lạnh lắm nhỉ. Ta mới kiếm được đống cỏ tươi nè, ngươi ăn đi cho khỏe. Nhưng mà ông chủ đối xử với mình rất tốt,
Mình không thể bỏ ông đi được. Mình phải tiếp tục lên đường tìm ngựa mới cho ông chủ thôi. Thế là chú ngựa trắng cứ phi, phi mãi. Cố lên, vượt qua con đèo này sang khu rừng bên kia, kiểu gì mình cũng tìm được ngựa mới cho ông chủ thôi. Ôi, mình mệt quá, không thể đi tiếp được nữa rồi, đành phải dừng chân nghỉ chút thôi. Nếu không thì mình sẽ chết vì kiệt sức mất. Thế là chú ngựa trắng đành nằm nghỉ chân một chút. Nhưng thế nào mà chú lại nằm lên đúng miệng một hang cáo, cả một đại gia đình cáo đang sống ở đấy. Gì vậy nhỉ? Hả? Trời ơi, không thể nào. Mẹ ơi, không thể tin được. Ngoài kia tuyết rơi dày đến nỗi bịt kín cả cửa hang rồi. Con không thể ra ngoài được. Hả? Cái gì? Con có nhìn nhầm không đấy? Đang mùa hè mà, làm gì có tuyết? Có tuyết thật mà, con thấy một màu trắng toát, ngoài ra chẳng nhìn thấy gì nữa. Cháu hãy thử ra xem sao, vì cháu lớn hơn và thông minh hơn. Cháu hãy nhìn cho kỹ ngoài cửa hang có gì. Vâng ạ. Đúng rồi, đúng là tuyết rơi thật rồi. Hả? Có chuyện đáng lạ lùng vậy ư? Để ta ra xem nào. Đúng là màu trắng thật. Màu trắng nhưng không phải là tuyết, có thể là một con vật gì đó. Hả? Con vật ư? Để ta sẽ cào đất ở miệng hang cho rộng hơn và chui ra. Ta sẽ biết ngay đó là con vật gì mà. Đó là một con ngựa trắng, nhưng hình như nó đã chết rồi. Thật là một bữa đánh chén tuyệt vời. Nhưng nó nằm thế này thì cả gia đình ta cũng không kéo nó sang một bên được. Thôi, để ta sang gọi ông sói hàng xóm qua giúp một tay. Ông bạn sói ơi, ra đây giúp tôi một tay với. Có một con ngựa trắng to lắm nằm chết ngay trên cửa hang nhà tôi. Ông giúp tôi kéo nó sang một bên nha. Hả? Trời ơi, cả một con ngựa trắng ư? Được thôi, ơi ta đi thôi nào. Đích thị là con ngựa đã chết rồi. Hả? Ôi trời ơi, sao lại có con cáo và con sói ở đây? Con ngựa này đã chết rồi, để tôi dồn sức kéo nó về được chứ. Hả? Chúng tưởng ta đã chết ư? Có lẽ mình vẫn phải nằm im giả chết thôi. Nếu chúng biết mình vẫn còn sống, chắc chắn sẽ tấn công mình. Một con thì còn đối phó được, chứ cả hai con cáo và sói thì mình sao đấu lại được chứ. Được rồi, anh tính thế nào? Cả một miếng mồi to thế này, ta sẽ tìm cách chiếm làm của riêng ta. Đúng rồi, ta sẽ bảo bọn cáo ngu ngốc kia buộc đuôi mình vào đuôi con ngựa trắng, rồi mình sẽ lôi nó về hang. À, tôi thấy con ngựa này to quá, chi bằng anh hay buộc đuôi của tôi vào đuôi của con ngựa trắng này, rồi tôi sẽ kéo sang một bên cho anh. Anh nói cũng phải đấy. Cái gì chứ? Hắn định buộc đuôi của mình vào đuôi nó ư? Đúng rồi, có lẽ ta nhân cơ hội này lôi nó về cho ông chủ mang ra chợ bán. Bộ da sói rất được giá, kiểu gì ông chủ cũng có tiền và mua được một chú ngựa mới thôi. Thế là cáo cụ buộc chặt đuôi của sói vào đuôi của chú ngựa trắng. Sói ta mắm môi mắm lời kéo nhưng không được. Cơ hội đến rồi. Ông có chuyện gì thế này? Hả? Thế không phải là con ngựa đã chết rồi ư? Ôi trời ơi, cứu tôi, đau quá, cứu tôi với. Người ta vốn nói tham thì thăm, người đã thấy chưa? Mày thật là một con ngựa biết chuyện. Ta cứ tưởng người sợ khó khăn vất vả chuồn thẳng rồi. Hóa ra người lôi một con sói đến cho ta. Người giỏi lắm, lại thông minh nữa. Ông chủ nghèo khổ tháo đuôi sói ra khỏi đuôi ngựa, lột da và mang ra chợ bán. Tiền bán da sói, ông chủ lấy mua ngay một con ngựa và ít cỏ tươi cho ngựa trắng. Từ đó trở đi, bác nghèo khổ có những hai chú ngựa. Bác thắng luôn cả hai chú vào xe. Và thế là ngày ngày hai chú ngựa vui vẻ cùng bác chở củi từ rừng về nhà. Sự tích Hoa Phong Lan.
ngày xưa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ, có một bộ lạc tên là Aruaki sinh sống. Bộ lạc này may mắn bắt được một con chim orchid chuyên đẻ những quả trứng bằng vàng. Vì thế, cuộc sống của bộ lạc vô cùng sung túc. Thưa tộc trưởng, chim thần orchid đã đẻ trứng rồi ạ. Vậy sao? Tốt, tốt lắm. Mau mở tiệc để cả làng ăn mừng nào. Nào, chúc mừng bộ lạc ta đã có được một kho báu quý giá. Chúc mừng, chúc mừng. Từ giờ trở đi, dân làng ta đã có thể no ấm, không phải lo làm lụng vất vả nữa rồi. Mỗi tháng chim orchid sẽ đẻ một quả trứng bằng vàng. Ta sẽ mang trứng vàng đi, đổi lấy tiền và chia cho tất cả mọi người. Hay quá, tuyệt vời quá. Nhưng loài chim này rất quý hiếm, không nơi nào có được, nên tất cả những người trong làng phải giữ kín bí mật này, đồng thời cũng phải thay phiền nhau bảo vệ tổ chim thần. Chúng tôi xin nghe theo sự chỉ dạy của tộc trưởng ạ. Thế này nha, ta sẽ phân công như sau. Các chàng trai sẽ nhận nhiệm vụ luân phiên nhau dương cao giáo mát, canh gác bên ngoài cổng làng. Còn các cô gái sẽ thay nhau phục quanh tổ chim phòng khi có biến. Nhưng tốt nhất vẫn là tuyệt đối giữ bí mật. Vâng, thưa tộc trưởng. Từ ngày có báu vật chim thần, cuộc sống của bộ lạc vô cùng thanh bình và sung túc. Cho đến một ngày. Đến giờ em phải về rồi. Vẫn còn sớm mà, ở lại với anh thêm chút nữa đi. Không được, em đã nói dối cha để đến gặp anh nên phải về nhà trước khi trời tối. Cha em mà biết em có qua lại với người ngoài làng sẽ trách phạt em cho mà coi. Sao cha em lại cấm em qua lại với người bên ngoài làng chứ? Đấy là quy định chung mà cha em đặt ra để bảo toàn bí mật của tộc. Em lại là con gái của tộc trưởng nên không thể vi phạm được. Bí mật gì thế? Có thể nói cho anh được không? Không được. Bí mật này chỉ có người trong làng được biết thôi. Em không được phép nói ra cho người ngoài biết. Nhưng anh đâu phải người ngoài đâu. Anh là người yêu của em mà. Sớm muộn anh cũng sẽ thuyết phục cha em để cưới em làm vợ. Lẽ nào em không tin tưởng anh sao? Nhưng mà em... Tin anh đi. Anh sẽ không thể tiết lộ cho bất cứ ai biết bí mật này. Thật chứ? Anh thề, nếu như có nói ra nửa lời, anh sẽ bị thiên lôi đánh. Nè, đừng có thề nữa. Em tin anh mà. Cha uống chút trà cho ấm người ạ. Con gái ngoan. Tộc trưởng. Thưa tộc trưởng, tổ chim thần đang gặp nguy hiểm ạ. Một đoàn người đang tiến về hướng tổ chim để tấn công. Sao lại có chuyện đó? Làm sao họ biết được? Tất cả những người canh gác ngoài cổng làng đâu? Tất cả những thành niên canh gác ngoài cổng làng đều đã bị đánh thuốc mê ngất xỉu. Bọn chúng đang tiến đến gần tổ chim, nơi chỉ có những cô gái đang canh giữ. Nghe bảo dẫn đầu đoàn quân chính là con trai của tộc trưởng bộ lạc Haruni ạ. Trời, không, không thể có chuyện đó được. Kìa, Maya, mau, mau đi kiếm ngựa đuổi theo nó và tập hợp tất cả dân làng đến đây. Các cô gái, nếu muốn sống thì hãy tránh xa tổ chim thần ra. Chúng ta chỉ đến lấy loài chim vô giá để đẻ ra trứng vàng này, sẽ không làm hại các cô đâu. Không được, chim thần là báu vật của bộ lạc ta. Các người từ đâu đến mà đòi cướp đi chứ? Mau cút ngay đi. Nếu các cô không tránh ra thì đừng trách những mũi tên này không có mắt. Dừng lại. Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Anh đã từng thề với em cơ mà. Anh nói là anh yêu em mà. Từ lâu, ta chỉ muốn lợi dụng cô để bôi móc bí mật này thôi. Nếu tình cô đã yêu thương ta thật lòng, hãy tránh ra một bên đi, để ta mang chim thần đi. Anh lừa tôi. Thì ra là cô đã tiết lộ bí mật. Cô thật là tôi sai. Tôi sẽ đền tội cho dân làng. Tôi sẽ bảo vệ báu vật chim thần Orchid của làng đến cùng. Cho dù anh có biết được bí mật này, thì tôi cũng sẽ không để anh mang chim thần đi được đâu. Các cô đúng là ngu ngốc. Nếu không mau trèo xuống, chúng ta sẽ bắn chết đó. Cha tôi đã biết chuyện và đang cùng mọi người trên đường đến đây. Anh không thoát được đâu.
chúng tôi sẽ cùng giữ tổ chim cho đến cùng. Đúng vậy, chúng tôi sẽ giữ báu vật của làng đến cùng. Các người đừng hòng mang đi. Chúng ta không còn thời gian đâu. Mau mang con chim thần về trước khi bọn chúng đến. Phóng tiễn. Cho dù bị trăm tên vạn tiễn, Mai Gia cùng các cô gái vẫn kiên định ôm chặt cành cây để bảo vệ cho tổ chim thần. Cuối cùng họ cũng chờ được tộc trưởng đến cứu viện. Chim thần được bảo vệ, nhưng họ đã ra đi mãi mãi. Sau khi họ chết, từ chỗ cành cây, một thứ hoa ngát hương mọc thành chùm như tái hiện lại hình ảnh các cô gái anh dũng, kiên cường bảo vệ báu vật của làng cho đến chết. Từ đó về sau, người đời nay gọi tên loài hoa đó là hoa phong lan.